đây là căn penthouse duplex riverside. Gần đây nhất thì không có một cái view nào như thế này. Em hay trêu chồng em là đây là view triệu đô ấy chị. Và khi mà em làm cái căn nhà này thì đây là điểm nhấn là phòng khách. Tầng 1 em sẽ chia ra làm hai khu vực, đấy là phòng khách và một phòng cho khách. Do công việc của em hay phải tiếp đại lý ấy, cho nên là mình rất là chú trọng về cái chỗ tiếp khách này. Tầng 2 thì em chia ra làm 4 khu vực, đó là khu vực sinh hoạt chung, phòng master của hai vợ chồng, phòng con và một phòng tâm linh.